Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thử thách sinh tồn trong Minecraft, nhưng là ở dưới nước, nà ní. Hôm nay mình cùng hội chem trong Hero Team có một thử thách, đó chính là 24 giờ phải sống ở dưới nước, u là trời, và tụi mình phải thoát khỏi một đống zombie nữa. Cái gì mà ghê dữ giờ. Theo bạn, hội chem với mình có thể sinh tồn được ở dưới nước trong Minecraft không? Đừng quên xem hết video này nha, nhớ nha. Anh nha, hello mọi người, mình là Sim đây và trong quá trình video của mình và trong quá trình video Minecraft. Hôm nay hội chem tụi mình sẽ thử thách sinh tồn trong Minecraft nhưng ở dưới nước. U là trời, đó có thấy không? Cây cối nó mọc ở dưới kia hết trâu luôn mọi người. Đây là biển mà, làm sao mà dưới nước được? Chị thấy ở dưới biển nào mà có nguyên mấy cái khối cây không? U là trời đấy. Ủa mà tí hỏi cái sao lúc nào đi sinh tồn với Sim toàn là cái thế giới gì kỳ cục kẹo không à? Cây trời nó đất ơi, thế phản khoa học. Thế mới là thử thách chứ, bây giờ sống ở trên cạn nó quen rồi, bây giờ sống thử gọi là sinh tồn dưới nước qua như thế nào, cây mọc dưới nước luôn mọi người. Đấy. Và các bạn cũng đừng quên bấm like video này nha. 5 4 3 2 1 ping pong ping pong. Ok, cảm ơn người đã like video này nha. Ok. Rồi ấy nha. Bây giờ sẽ chị đã tát em. Dơ dơ quá à. Rồi bây giờ chị em. Ôi tôi thấy zombie nước ở dưới kia kìa mọi người. Ok đi xuống thôi chị em. Không có biết nữa. Mọi người biết sao, bởi vì xuống dưới nước nha là gì ta, cực kỳ khó đào gì ta. Khó vậy là gì ta, để cái tốc độ đào chậm. Nói đó. Vậy thôi. Đúng rồi mọi người. Các bạn nhìn nè. Ê chị em, bây giờ bốn chị em mình đào một khúc gỗ đó cho em. Đây đây, em ở đây nè, em ở đây nè. Đây, bốn chị em tụi mình. Đúng rồi, hai cái bà nội chết rồi. Đây. Trời ơi, trong lúc chị em phân công ra nhau để gọi là gì ta, ba người, bốn người đào cùng một cục thì Camu đã đưa con cục rồi nè. Ghê ở ghê dạ. Sao bà không minh vậy? Sao bà không đưa? Sao bà không đưa cho tụi tôi? Trời đất coi là trời mà khoe làm chi. Trời ơi, ok. Đây. Đây nè mọi người, mình cảm giác mình. Sim ơi, mọi người thấy Sim làm gì không? Sim đang quần lại cái chuỗi đầu đầu đất kia. Em đang gọi là dùng nghệ thuật để chặt gỗ. Trời đất ơi. Đây. Không những chồng cái chuỗi vừa còn xuyên cả. Đây. Bàn chế tạo đây. Trời ơi, ta nói sinh tồn như nó còn khó dễ sợ đâu. Ok. Trời gì vậy? Thả tôi. Trời ơi, bị mắc kẹt đây luôn á. Đúng rồi, ok. Rồi bây giờ Chị đưa hai cục này. Đây, bây giờ chế tạo. Đưa em. Ôi da, gỗ nó phay đờ luôn mọi người. Rồi bây giờ tôi sẽ chế tạo cho tôi là một cái cái rìu. Trời ơi, đọc cả lâm luôn mọi người. Đây, hai cái rìu nè. Đây, Sam chỉ dùng một cái đi. Đó. Cái rìu nó bay. Rồi, ok, chặt gỗ này dễ hơn mọi người. Có đủ hai cái à, Mimi có đủ hai cái à, không có đủ hết. Đấy. Nghe nè Sim. Nói giờ tôi chỉ hay có cá mập dưới biển thôi, tôi chưa bao giờ hay có gấu với lại heo với lại cà rốt dưới biển hết trơn. Trời ơi, thì đây sẽ lần đầu tiên nè. Đó. Trời ơi, bây giờ là như thế này nè, bây giờ đâu còn như ngày xưa nữa. Bây giờ đúng không? Ôi. Có gấu tuyết đúng không? Thì gấu tuyết bơi xuống biển. Không có heo đúng không? Thì heo chui xuống biển luôn. Đúng rồi. Xuống biển. Trời ơi, chơi ném gì vậy? Rồi ok. Trời đất ơi, tôi nói lần đầu tiên mình chặt gỗ mà lâu vậy luôn, một đuối dễ sợ lần luôn. Đầu tiên mình đang vừa bơi vừa đi sinh tồn. Em bây giờ mình bây giờ không? Trời ơi, bây giờ phải có như vậy kiếm, phải kiếm. Mui, từ từ mình nói. Rồi bây giờ chị em thu thập đủ gỗ chưa? Cho mui cái rìu nè, để cho mui đỡ tuổi thân nè. Cầm cái rìu em muốn mui rửa. Cái rìu nó bơi kìa, sau lưng lụm rồi. À đây để em lụm rồi. Đây mui chụp nè. Tôi nói rồi, anh ném cái đồ dưới nước tưởng chơi bóng bàn mọi người rồi chặt. Rồi ngồi đào cái crafting table mà tới mùa nó lâu ghê luôn á, chắc thôi bỏ đi Sim ơi, giờ đi thôi mình đi. Không, ok được rồi. Bây giờ mọi người bây giờ mình phải đi quậy cái chỗ nào nó gì ta. Ai rồi em, mình phải đi bơi chứ mình mà đi bộ đây là mình sẽ bơi thám hiểm. Mép đầu này có gì không ta đây mọi người? Ở đây có mấy con zombie này mọi người, zombie nước này mọi người. Ê mui đâu rồi? Rồi, thấy chưa? Lạc mui nữa nè. Dạ đây, dạ đây nè bà nội. Đó. Mày bánh này nè mui. Trời ơi. Tôi mệt quá à. Hình in cute hết nấc. Form rộng, thời trang thoáng mát.
chữ Hero Team in nổi, có tới 4 màu, xanh, trắng, đen, hồng, cực dễ phối đồ, mix match phụ kiện, chất liệu cotton cao cấp dễ dàng hoạt động cho cả ngày thoải mái. Áo Hero Team V4, món đồ không thể thiếu trong mùa hè này. Nhanh tay đặt hàng nào các bạn ơi. Ôi mấy cô nhân viên nước đang nhìn mình kìa mọi người. Hello. Sao là anh nha một câu nè. Ôi, ê, mọi người, một cái là hàng kìa. Trời ơi, mỏ vàng. Rồi sao mọi người, ở dưới đây không có một miếng lúa luôn mọi người. Làm dưới nước kìa. Rồi đâu ăn đâu ăn. Trời đất ơi, giờ đói. Còn không kìa mà các bạn. Trong xây dựng mỏ em mọi người, có zombie con nè. Zombie nước con nè mọi người. Trời ơi, nó đang đuổi em kìa. Vô duyên quá, chúng ta phải giúp đỡ. Trốn vô nhà, trốn vô nhà mọi người, trốn vô nhà nè. Trời đất ơi, vô nhà. Rồi hai bà kia rồi, thôi khóa khóa. Vô nhà. Rồi đó, ok. Trời nó đang ngồi, nó đang thở ngoài kia mọi người, ghê quá. Đây đây, có kính nè mọi người, đập kính. Đi ra ngoài chị, ngoài hướng khác chị. Đấy, trời ơi, đi nước mà mình ghê quá. Trời ơi, trong nhà này có dương, mọi người kiểm tra chưa? Không có. Ê, bên này có lúa nè. Oh my god, có chị em ơi. Trời ơi, khoan, mọi người, khối lúa gì vậy? À, nó bắn kìa. Trời ơi, mấy cái con tự bay đẹp. Có. Trời, cái gì mà tùm lum la vậy? Ê, công nhận là trên này, ở dưới này trời nắng hay gì? Chạy đi xem. Chạy. Tụi mình vào lỗ địa phận rồi. Mimi ơi, cố lên Mimi ơi. Ơi, Mimi đang ngồi gọi là làm nông. Đau thật các mọi người. Ok, có ai mình xin được phép gọi là gì ta, bật chế độ be full một khoảng thời gian ngắn không? Cái này khó quá mọi người. Đau quá mọi người. Đây, rồi, mình xin được phép gọi là tạm thời dùng chế độ be full một chút thôi mọi người. Trời, không là thác lại là tụi mình gọi là bay máu mọi người. Đâu, tụi mình chơi luôn. Em đẹp, chơi giang hồ quá sao chơi nổi được. Rồi, cái gì vậy? Con. Trời, ok, đây. Xin lỗi. Rồi, chị em coi bà có bạn chế tạo không? Để tôi gọi là gì ta? Ai đập bàn chế tạo? Mấy ai đập bàn chế tạo vậy? Mimi bà giữ. Nãy tôi lụm mà tôi đặt ở ngay cái ruộng rồi. Trời ơi. Nè, cái ruộng làm kia nè, đâu rồi? Đây. Đâu. Trời ơi, nó cái ruộng. Đây. Gì dạ? Có một bông hoa màu xanh nè. Ôi, bông hoa màu xanh. Trời đất ơi. Đâu Mimi, cái bàn chế tạo đâu? Tụi mình cần gọi là chế tạo đồ ăn mà thoát khỏi đây gấp. Trời, tôi cảm giác là tôi sắp gọi là đợi tôi đi kiếm đã, tôi không nhớ. Rồi xong. Thôi bây giờ mình chế tạo cái mới đi Mimi, không cần cái cũ đâu. Tìm ra nè, bên này nè. Đâu bên nào? Đâu? Em hồi nãy chưa mình ăn xong mình đi kiếm rương cho mọi người, trong này thế nào cũng có cái rương cho mà xem. Đúng rồi, trong làng là phải có cái rương chứ. Ok rồi. Đây, chị em bây giờ chúng ta phải chế tạo gọi là bánh mì, gọi là trường kiếp lại mọi người. Không mà xác định tụi mình đói nha, nghe lắm mọi nhân người. Nhân bánh mì ở dưới nước. Nghe quá. Mì chấm nước. Rồi, bánh mì người ta chấm sữa, bánh mì chấm nước. Trời ơi, sao mọi người em bắt đầu. Đừng có bơi của em. Mọi người giúp em đâu mọi người, giúp em đâu mọi người. Chúng ta không thể làm nàng tiên cá được không? Chúng ta phải trở thành những gọi là cô gái chăm chỉ. Rồi, ok. Trời ơi, đừng có. Nó bay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm đá đó mọi người, kiếm đá. Đi thi đi, ai tìm được cái rương. Đó, đi thi thử đi, cuộc thi bắt đầu. Trời ơi, cuộc thi kiếm đá luôn nào. Rồi, ok, bây giờ ai kiếm cái rương trước nè. Tôi nghĩ là ngưỡng vậy là không thấy cái rương, Sam không thấy cái rương, vậy chắc chắn là Cam mua thấy cái rương. What? Là gì vậy? Chắc gì không? Chắc không mà nấu. Khoan. Mình chưa. Rồi mình nè, Dương thì tôi không thấy nhưng mà chị em tâm hợp chị em. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì mình nói? Mà khoan là quá sợ. À. Ok. Mình phải tổ chức mình. Trời ơi, đỉnh cao. Cái lò đó chị.
nay bà nghỉ à, ở hợp lý xin với có cá nướng được em. Ăn nướng, nướng, nướng. Ừ, đúng rồi, mình nấu đồ ăn được mà. Ủa, mình nướng cá với nước được hả? À được được được. Ờ ha. Chưa thử ờ, mà không dám chứ. Ờ ha. Ê cho em bây giờ là bà mình nghĩ đi vậy nè, mình... một cái lò là 8 cục đá lận mà bà cứ nghĩ. Ê khoan. Bây giờ là bây giờ mình có 3 cục sắt. Bây giờ lấy cái cúp hay là cái rìu mọi người? Cúp. Mình nghĩ chắc là cúp thôi. Rìu đi. Xin mời, có một sự vô lý không hề nhẹ đây, ra đây. Là sao? Tại sao lava có thể... Ủa sao lava ở dưới nước được vậy? Ủa cái gì vậy? Bởi đi cho xem kìa, ủa chị em nó ủa là chị có chắc, chị có chắc sao, chị có chắc sao? Bà nhìn nè. Mimi à? Bà có biết đó là cái... À không gì đâu, bà... Mẹ nó đỏ nè, nó đáng yêu mà. Mọi người bây giờ cho em cho xin cái idea là cái cúp hay là cái rìu đây, em nghĩ chắc là à rìu. Chắc nó bay kìa. Bây giờ cái cúp hay cái rìu? Cái cúp đi ha, để cái gì mình đào đá ha. Được không? Cúp đi, rìu nó không cần đâu. Ok, rồi chúng ta đã có cái cúp. Cúp sao? Từ. Hãy nướng cá dưới nước em. Lần đầu tiên trong cuộc đời nướng cá dưới nước em. Cái lò để đây. Rồi, ok. Mình đào cái lò ra làm chi ta? Thì để đấy, đó. Ê mọi người, ở trên buổi tối rồi sao? Chết, một trên buổi tối sao để lên ngắm hoàng hôn mọi người, hoàng hôn. Đâu rồi? Để lên ngắm thử coi. Đây ăn cá nè, cá nước. Wow. Rồi xin sẽ thấy là chẳng có gì đặc biệt. Đúng rồi, cảm thấy chả có gì hết. Trời ơi mọi người, chúng ta phải ngắm cái vẻ đẹp chứ mọi người. Ủa sao mọi người lên hết giờ, em xuống hết rồi. Xuống rồi. Chưa ngắm. Rủ người ta lên rồi bắt người ta xuống. Người ta mới lên thôi. Bây giờ em xin bật chế độ easy cho mọi người. Bây giờ mọi người cẩn thận nha, bật easy nha. Easy nha, ok, cẩn thận nha chị em. Bây giờ có chế độ đói rồi đó. Giờ có chế độ đói rồi nha. Rồi. Bây giờ tụi mình sẽ ăn cá gì? Mấy con này sợ gì đâu. À bây giờ mình đi kiếm một vùng đất mới nha mọi người. Biết được là gì đâu, dưới nước cũng có hang nước nha mọi người. Xin lỗi. Trời ơi. Xem chị nghe đồn á, nghe đồn mà dưới nước có hang nước đúng không? Ờ đúng rồi. Em ơi. Ôi đau quá Sim ơi. Đi trời ơi, lần đầu tiên mình là... Vâng, các bạn thấy không? Đằng sau lưng mình là những gọi là người hâm mộ mình đó mọi người. Fan hâm mộ này hơi kỳ á mọi người ạ. U là trời. Fan gì đâu mà cầm ghim, cầm đồ chứ bị tao quấy lộn. Đây có phải hang đẹp. Chẳng có mọi người, mọi người có muốn... À, đi thuyền, chế tạo thuyền, hợp lý không? Đi thuyền dưới nước được hả? Đi thuyền ở trên đi dưới nước. Ở trên đó mà nói. Đi lên trên. Bây giờ ai có đủ gỗ không? Đủ gỗ không? Chứ mà nó không đủ á. Đây. Đây chế tạo đi. Chứ tôi quăng gỗ nè, tôi quăng gỗ nè. Đó lấy gỗ đi. Trời ơi, gỗ bay kìa. Lấy gỗ. Đây. Rồi, để em chế tạo cho. Cái thế giới này mệt quá. À, một chiếc à, ok. Ủa, cái thuyền này à, ok, một chiếc thôi nè. Rồi, đủ, hai chiếc rồi. Bây giờ đi lên đi cho nhanh mọi người ở ha. Rồi, tôi quên đó mọi người. Rồi, ok, rồi, hành trình. Hành trình gọi là gì ta? Hành trình chị em mình gọi là đi kiếm hang mọi người. Let's go. Đi thôi. Đúng là gọi là gì ta? Thắc mắc một điều mọi người, tại sao meme đi lên à, đi lên rồi hả? Xin mời. Ok, đi kiếm hang. Wow. Trời các bạn nhìn nè. Trời ơi. Ôi, các bạn nhìn đất kìa. Ồ, một vùng đất không có cái cây luôn. Ra nó cái vùng đất nó kỳ diệu dễ sợ. Ủa? À, tưởng đi hai bên mọi người, tưởng đi hai nơi mọi người. Trời, đây nè. Mimi ơi, đây nè. Thật sự mọi người, tôi phát hiện meme mù đường mọi người. Thật sự luôn là tôi không hiểu mấy cái magic nào đó. Tôi làm xin đi bên phát hiện meme thích quất tâm dễ trái. Chị ơi, người ta là phải có đường là có xe, còn đây là mù không biết đường. Đây là mù thuyền. Mù thuyền, mù biển á chị. Mù xe, mù biển. Nó có đường hải lý nha, có đường biển nha này. Gọi là em có cái hổ gì kìa ông ta. Không, cái đó chỉ là biển thôi, không có gì hết trơn. Ở đây mình là biển. Có thể kiếm mấy kho báu nào đó là mình đi khám phá được không? Ui sao nó xanh lè vậy? Nhà, ủa có cái gì dưới vậy? Tường sao trời xanh lè. Cái nhà dưới không? Không có. Ủa? Chị bị cận.
Ok. Đừng cái gì thì có nhà. Trời ơi không có. Trời ơi. Đúng cái là vàng hả? Cái gì không? Hồi tôi có phải là vàng không? Hồi tôi. Mà nó sáng tối vui vậy. Ôi cục gì kìa, mọi người thấy cục gì không? Cục hình tròn kìa. À, mỗi cục hình tròn kìa. Thấy không? Một cái thuyền. Một cái thuyền, một cái thuyền. Đâu đâu, xuống xem thử. Ui cái cục gì đây. Đây 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 đó. Ôi, có cái hang kìa. Cái hang mới ngoài đây. Xuống xuống. Xuống lên. Xuống. Trời ơi. Trời, nguyên cục thịt bò siêu to khủng lồ đây mọi người. Cục thịt bò đây mọi người. Ui là trời. Ê Đào quay, em tắt Đào quay. Xem không có gì á. Dám quánh lén rồi con. Quánh lén rồi cho hội đồng. Trời ơi. Đây đây đây, để chị đặt tay em đào cho nhanh này xin. À hợp lý. Đây đây đây, mùi mời mời mời. Trời ơi, cảm ơn mùi nha. Ủa cái này là cái gì? Ủa bên trong cái gì vậy? Ô cái gì á? Pha lê. Đẹp quá. Ô pha lê. Trời ơi đẹp quá. Mọi người ơi. Trời ơi, cái này, này bán lâu tôi nhiều tiền mọi người. Nói chung là có pha lê này thì chủ yếu là sẽ là trang trí mọi người ạ. Ôi, nhưng mà ở trong đây chẳng có gì. Ủa, tính ra chúng ta không đó mọi người. Trời ơi. Ta nói nó bực mình dễ sợ luôn mọi người. Trời ơi là trời. Rồi bên này có cái thuyền. Bên này có cái thuyền, bên này có cái thuyền. Đấy. Cô đuốc hả? Đuốc dưới nước mà đuốc gì kỳ vậy? Cái gì á? À cái này là cái gì ta? Cái này xin mời nhìn chị biểu diễn này xin. Đâu? Nó là nến, biểu diễn nè. Nến chứ không phải là đuốc bà ơi. Ô hay vậy? Sao sao nhìn nè. Xin mời. Gì vậy? Trời. Em đào ra đi. Trời, đó rồi đây đây để. Ủa nó chơi vũ dữ không? Kiểu người nào có cấp mê mở được nha người. Ra đi, ra đi. Đây 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 để em. Trời ơi, ngươi có thể phong ấn được ta sao? Hú! Dạ mọi người ơi, dạ. Lúc bảo vậy. Trời ơi. Trời ơi, xịn quá. Đây. Dầu mọi người ơi, đây dầu rồi. Bây giờ em có thể chế tạo thêm cái gì ta? Đây, cái rìu sắt. Trời ơi, đây ước mơ của em. Đó. Nguyên con tàu đẹp gì mà ai bỏ ta. Rồi rồi. Hey, hình như em thấy ở chỗ đầu tàu này á. Ủa còn chết hả? Còn chết hả? Có rơm xin ơi, để xin mở. Xin mở đi em. Ồ, có một cái quần bò. Có cái mua tất đó, có cái mua tất. Oh my god. Có cái mua tất nè. Chị em. Bên này có gì vậy? Bên này có con lạc bảo. Bên này là gì vậy? Sao bên này? Ủa toàn giấy vậy bà nội. Không ai lấy thì tôi lấy cho mệt thôi. Bản đồ kho báu. Trời ơi. Nhưng mà cái bản đồ kho báu này khó kiếm lắm người ơi. Thật đi rất là xa luôn. Đấy. Không sợ. Mình làm gì mình đây là em đi thẳng xa đúng không? Bà có chắc. Đây có cái hang rồi mọi người. Trời ơi sắt một đống luôn nè chị em. Trời ơi này tới nghề tôi đây để tôi. Để tôi có rượu. Tôi có rượu sắt mà. Không để tôi sao. Gì chị? Tính ra chị em mình không có cúp cũng tiện ha. Có phải là. Thôi đúng rồi chị em mình nó mới làm. Alo mọi người cũng phải giúp tôi gọi là cùng coi có cấp đôi em. Giúp nhặt cái thôi chị để đây để chị ra nhặt à. Đúng rồi, phải nhặt. Phải nhặt chứ. Nhặt rồi. Ủa khoan mọi người có lấy cái lò mọi người. Cái lò mọi người có lấy cái lò chưa? Em ơi ai cũng bỏ sao bỏ gì đó. Làm gì mà lấy em bỏ người ấy đi hết nha Sim nha. À tôi quên mất là tôi quên mất lúc nãy là một đống. Không phải này quá trời zombie giữ lại cái lò là còn cái màn để giữ luôn á. Mẹ ơi. Nghe vậy. Thôi đào than khổ sở. Đây, có tôi ở đây mà sao mọi người phải lo lắng nhỉ? Trời ơi, ok. Mẹ thương quá, cứ để mày đi chị. Tôi thấy me cứ khổ sở thế nào. Ê nha, có một điều công nhận nha. Ở dưới nước cực gì nhiều sắt nha mọi người. Một phát hiện lưới là bây giờ đi cái là thấy sắt. Sắt một đống luôn mà, trời ơi. Như kiểu một cái mỏ. Một cái mỏ sắt. Nhiều lắm luôn á. Một phát hiện mới nha mọi người. Các bạn nào mà muốn chơi Minecraft mà muốn nhiều sắt, đừng quên xuống nước. Đúng rồi. Nhưng mà bạn phải có thuốc thở dưới nước không? Đúng rồi. Ui lava nè. Ui em đâu lava đứng ra từ bơi thì quá. Đi đâu? Bây giờ mình có thở nước đúng không? Đi đâu không có gì. Nè em thằng chị mấy củ cà rốt anh em nhặt được nè. Mình thèm mọi người là cái hang này nó vui ghê. Cái hang nó là cực kỳ nhục.
Bởi cô sắc một phiên bản này luôn nè mọi người. Sắc mà khối đen xì luôn nè. Trời ơi, tao nói nó giàu. Giàu dễ sợ luôn. Mà nó thật là dưới này sắc không thiếu luôn mọi người. Em xem ơi, đào đào cho Hồ chị em có cái cuốc cầm chơi. Đây 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 đây. Ok, chị em đợi tôi xíu. Mình phải làm cái lò để mình nung á mọi người. Có một đá, một đống đá mà, hồi nãy có đống đá mà. Nghe tiếng zombie rồi kìa. Ê chị em thử đi tham quan nguyên cái vùng này, nhiều nhiều chỗ tham quan các bạn. Trời ơi, nhiều thang cực kỳ luôn á. Đây 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 đây. Tôi cảm giác là đây đảm bảo có rất nhiều gọi là gì ta? Có rất nhiều gọi là tài nguyên rồi mọi người. Sam đâu rồi? Sam. Ủa có vàng luôn, em đi tìm rồi, em đi tìm, em đang đi khám nghiệm chị. Sam ơi, vàng. Chị bảo. Đấy đó. Em đừng có dại dột mình đi cầm cúp ra mình phải đi đào đấy. Đừng có ra cầm. Ok, nhấc tay quá. Mình tìm làm. Hợp lý. Nó nhỏ quá. Trời là trời, nó nhỏ. Có ai đâu vàng không? Có ai muốn vàng không? Vàng có chút ít gì không nè, có đào nè xem. Con nhắc không cần đâu trời. Có giá trị sưu tầm đây là. Ôi, trên đầu em. Sao quá? Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Chỗ này gần chỗ. Chỗ này gần cái gì đó, kho báu nè. Kho báu đúng không chị? Từ. Nó vậy thì mình phải đi lên. Đúng cái tọa độ này, đi lên là thấy. Từ từ. Làm sao để biết? Đi lên. Đúng cái tọa độ này, từ. Hóa ra là gì ta. Người ta đã muốn mà đi tìm. Oh my god, mọi người, lúc đầu mình kiểu không quan tâm quá, nhưng mà tự nhiên thấy nó gần đây, mọi người, nó gần đây luôn. Từ. Ủa chùa cho rồi. Mình phải tiên cam ơi chứ. Ủa chùa cho mình nhận gì ta, nhận được rồi là gì ta, phần thưởng không nhận được bằng bạc kim cương châu báu. Lên thuyền rồi. Từ. Cái hồi nãy góc này mình đứng trong góc là góc nào ta, hướng này đúng không? Từ. À đúng rồi. Đây. U là trời, đây trời ơi. Đây bây giờ mình lên trên đi mọi người. Ủa có thuyền. Chính ra mình có thuyền á, tại sao em không dùng thuyền? Thuyền đâu? Thuyền ở bên này nè. Này nè, trên này là em đang giữ thuyền nè mọi người. Đây. U là trời, tôi thấy tôi tưởng nó xa lắm mọi người, nghĩ thường đây. Đây không nè. Biết là chị Sam, em có một thành công. Đây là chị. Sam ơi. Bộ này tôi thật mà. Ok, đi. Bây giờ đi thẳng. Ok. Ôi trời, bị nhấc cái mông lên đặt ơi. Không, hiểu không? Là người dân này là không biết Mimi, ghét Mimi. Chuẩn bị nhấc cái mông lên ngồi, ông ơi, đạp cây văng ra xa 5m luôn. Ok, ok. Thôi bạn ơi. Đây. Bạn không thích Mimi đúng rồi chứ gì. Từ từ, sắp tới, khoa báu rồi nè. Chuẩn bị nè. Đi cãi nhau. Ở dưới kìa phải không? Không, cái này mình phải đào sâu xuống, hơi khó nha. Không sao, khó nhưng mà có kim cương, có vàng, có báu là chơi hết. Đây, tới xíu nữa. Ok. Yeah. Rồi. Nó ở đâu rồi? Ngay đây luôn. Thôi vậy, tới đây tôi. Ngay đây luôn. Nó vùi trong cát á, Ngay đây. Dưới cái này nhắc chị em trước là xuống dưới này có nhiều zombie lắm nha. Ok. Trời ơi, chị vừa xuống cái nó bu gì giống kiểu thanh mộ luôn chị ơi. Vậy thì hãy để em sẽ. Tôi dụ cho chị em. Đó, chụp coi. Nhanh gọn chị. Trời nhanh gọn lẹ. Như nào đây, hướng nào đây. Ngay đây. Rồi, tại tôi xác định là cái vị trí khoa báu nó đang ở đây nè mọi người. U là trời, ok. Ngay đây, bây giờ mình phải đào xuống mọi người ạ. Từ, để em chế tạo cái gì ta. Cái xẻng mọi người. Đấy, ok. Đây, chị cũng muốn. Đó, trời. Nếu mà tụi tôi mất công tới đây mà cái kho báu của tôi chỉ là một cái gì đó, một cái gì đó, nó rất là bình thường, tôi rất là tức giận. Mà bên kia em chắc mình cười lắm mọi người. Rồi, ok, đây, để tôi. Đó. Ok, đấy, ok. Chị, mà. Chị sẽ dạy cho em một trích. Sammy ra. Đâu, mùi có trích gì coi. Xuống đây nè, đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần đào cái này đúng không? Và sau đó chúng ta... Ý chá. Nói chung là chết chúng ta phải đào một phát được cát luôn á. Chết của mối rất là tuyệt vời nên em có thể học theo chết của em. Đây ok đó, đây là để em đó. Khá là nhanh nhưng mà mình cũng phải làm theo mọi người ạ. Đấy ok ok. Cố lên. Tại sao lại có một con người gọi là ngôi cổ vũ mà không có gì ra không có. Có báu là chỉ ở trên cát thôi, nó không ở dưới đá đâu. Trên cát thôi hả? Ủa? Ủa vẫn hả? Đi tìm được rồi. Ủa? Nó ở xung quanh đây á. Nó sẽ ở xung quanh đây à? Ok. Trời ơi, cái này giống như chi tìm gọi là gì ta? Sư khủng long rồi mọi người.
hồi xưa mình đâu cái à? Xương khủng long. Ok, mình thử cho mọi người. Rồi, ok. Đây. Ok. Rồi, đâu? Chị Trang tìm xương khủng long quá. Sim. Cái chùa để làm gì thế Sim? Đây. Từ, mình phải bình tĩnh. Đây. Nào, ơi, chị em mình chơi quánh nhau vậy? Đúng rồi, từ mọi người. Đây để em bà. Đừng kẻ cái mui. Đó. Đây bà đem ngay. Trời ơi, cái kho báu của tôi nó nằm ở. Sim cũng có cửa mà. Mọi người có cửa. Kho báu nằm ở đâu ta? Từ quanh mình... đây thôi, cố lên chị em. Quanh đây. Trời ơi. Một người không tìm được chứ chẳng lẽ ba bốn chị em không tìm được. Đúng vậy. Chẳng lẽ chị em mình ngồi lấy gì ta? Gà vô dụng vậy sao? Vô dụng vậy sao? Ok. Ở đâu ta? Từ. Chị nghi ngờ có tự nhiên chị người thấy cái mùi may mắn, mùi tiền con đây rồi chị ơi. Cảm giác. Ghê vậy? Mùi may mắn hả? Đào đi. Đâu quay thử quay. Nó mở cái kho báu lần đầu tiên mà tôi kiếm kho báu mà tôi gọi lấy gì đâu, phải thực lực cắn xích ngay luôn mọi người. Ok. Mình nhất định phải kiếm một kho báu mọi nhà. Cái bản đồ nó chỉ rần ở đây rồi. Kho báu chẳng lẽ mình không kiếm được đúng mọi người? Đấy, mình phải kiếm được. Đúng. Nó ở đâu ta? Từ coi thử coi. Ấy cha. Trời ơi, mỏi tay quá, bơi vòng nữa. Đây. Cái cửa của tôi đâu rồi? Tính ra là bà ấy luôn á bà nói. Ôi đây chị thả lung tung lên ta, sợ rác lung tung lên. Đây. Hello. Đó. Ủa nè. Chị. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái kho báu nó to ghê mọi người. Trời ơi, kho báu quá ra chị làm cái rương tôi. Ok, để tôi. Mình rất là nhiều thứ luôn mọi người, sắt vàng kim cương. Ôi là trời. Ơi mui bảo là đi tìm kho báu thì xin mi chê. Trời ơi xin lỗi. Trời tôi không ngờ kho báu nó lại tuyệt vời vậy luôn mọi người. Tôi nghĩ chắc là cái cuộc hành trình của tôi này là quá tuyệt vời đó mọi người. Đây chị em tập hợp. Ủa số mấy cục cát. Đây chị em hình như mình đang hơi để cho mấy cục cát nó bay lên lửng lên nè mọi người. Ê dạ. Chị em ơi sao ở đây có gỗ vậy? Đâu vậy? Sao ở đây có gỗ nè? Đâu. Gì? Ủa sao đây có gỗ? Ủa gì vậy? Đâu? Mọi người đâu vậy? Ủa cái gì vậy? Bên này. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Mỏ quang ư? Mỏ. Oh my god. Gì trong không? Đâu xuống thế hả? Không thể nào mà chị em mình bắt đầu phát hiện ra nhiều cái mới không mọi người ơi. Chị em mình chính là solo. Ủa? Chị mình chính là solo không? Oh my god. Ủa? Cái này là cái gì? Ủa cái này là cái gì vậy? Nó là thuyền đắm là chị em mà không có gì. Hình như là cái thuyền đắm đúng không? Thuyền thì phải có dương đúng không? Là phải có đồ. Nhưng mà sao cái thuyền này nó kiểu đúng một nó bị nuốt một nửa em ơi. Nó bị nuốt một nửa. Ủa? Giống như là thuyền này nó được xì băm băm. À, chắc là nó là một nửa đó mọi người. Trời tưởng về ha. Tưởng về đây bơi lên mệt quá rồi. Cái này ngon rồi. Đây dâu ơi. Đúng là cái kho báu hồi nãy rồi xong tôi rất kẹt luôn mọi người. Ha. SOS. Tôi sẽ đánh bà ra. Dạ. Ôi cảm ơn xin. Thì đó, tôi đây chứ. À, khó quá. À, ok. Tôi sẽ cứu bà rồi. Bấm thank you. Ok rồi, chị em đứng đây em. Trời đất ơi đây. Chị em đứng dưới nước đi cho đẹp. Đây đứng dưới nước này, chị em tập hợp nè. Đó. Rồi, tập hợp. Rồi xong rồi đấy. Ok các bạn. Đây xong này. Ok các bạn thì một ngày tụi mình gọi là sinh tồn. Sinh tồn ở dưới nước. Đấy. Ủa mọi người sao vậy? Hướng này đi. Đó. Chỗ người ta đang đứng mình đi đẩy người ta vô đi. Và thứ của mình gọi là kiếm được đó. Đây, à không, mua một cái cầm vàng, mua cầm vàng mua đây, mua cầm vàng đúng không? Không cầm vàng. Đấy. Thì tụi mình gọi là thứ tụi mình kiếm kinh khủng nhất đó chính là cái kho báu này mọi người. Trời đất ơi, tụi mình không ngờ là cái kho báu của mình nó lại bự như vậy đúng mọi người. Đấy, thì ok các bạn thì chắc là video một ngày sinh tồn dưới nước của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như nào? Các bạn cũng đừng quên bình luận cho xin biết nha. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe cho mình và tất cả mọi người trong Hero Team nha. Mọi người còn bây giờ bye bye nha. Bye bye. Chúc mọi người thật tốt đẹp. Bye. Thôi về nhà làm giàu thôi. Về làm tỷ phú đây bye bye mọi người. Chắc bye. Em về được không? Xung quanh em chỉ là nước thôi.